Và anh xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Chủ đề của chúng ta hôm nay là một chủ đề rất nhạy cảm và nhiều khi rất khó nói ra của nhiều người. Có lẽ khi mà mình nói chuyện thì làm cho người khác cảm thấy khó chịu, thậm chí là mất hứng khi trò chuyện cùng với mình. Và những người bị bệnh này thì sẽ bị thiếu tự tin khi mà nói chuyện với người khác. Căn bệnh này còn được gọi là chứng hơi thở có mùi, hoặc mọi người còn gọi là bệnh hôi miệng. Vậy nguyên nhân nào xảy ra bệnh hôi miệng? Hàng năm, con người phải chi tốn hàng tỷ đô la Mỹ để mua những thứ làm thơm miệng như kẹo cao su, thuốc xịn thơm miệng, thuốc súc miệng. Vì vậy, hôi miệng thật sự gây tác hại không nhỏ đến cuộc sống của con người, gây bất lợi trong giao tiếp, trong nghề nghiệp, trong tình cảm và thậm chí còn nhiều tác hại khác nữa. Cách đây khoảng 20 năm, con người biết rất ít về hôi miệng và vẫn xem đây là một điều bất trị. Đến đầu thập niên 90, máy đo hôi miệng ra đời với cái tên là Halimeter. Từ đó tạo cơ sở cho các nhà khoa học nghiên cứu về căn bệnh phiền toái này. Vì từ đó, nhiều điều đã được sáng tỏ về nguyên nhân cũng như triệu chứng hôi miệng. Như vậy, có hai nguyên nhân chính dẫn đến mình hôi miệng, đó là tại miệng và ngoài miệng. Có khoảng 90% trường hợp mắc bệnh hôi miệng phát sinh từ trong miệng, vì trung bình khoảng hơn 600 loại vi khuẩn được tìm thấy. Các bộ phận khác cũng là một trong những nguyên nhân gây hôi miệng hàng đầu như lưỡi, nướu, amidan, thực quản, kẽ răng. Vì vậy, khi ta bị viêm nhiễm như sâu răng, xương chân răng cũng sẽ làm hơi thở chúng ta khó chịu. Nguyên nhân thứ hai là do chúng ta tiêu thụ những thức ăn có mùi đậm đặc như hành tây, tỏi, rượu bia, thuốc lá cũng gây nên hiện tượng khô miệng dẫn đến sự phát triển của vi sinh vật tăng lên trong miệng. Chúng ta bị mắc phải căn bệnh này vì nguyên nhân chủ yếu là do thực phẩm và không chăm sóc vệ sinh răng miệng đầy đủ. Nhưng cũng có những người dù cho vẫn đánh răng làm vệ sinh đầy đủ, đi khám nha khoa thường xuyên nhưng hơi thở vẫn có mùi khó chịu, thì chắc chắn là do những lý do về gan, thận. Những người bị mắc bệnh như viêm dạ dày, viêm đại tràng hay hệ hô hấp có lao, viêm phổi cũng là nguyên nhân gây ra căn bệnh này vì hệ thống tiết liệu nọc không hút hết được chất độc và cũng không thải ra hết theo hệ bài tiết, nên dẫn khí trong cơ thể thường mang theo những chất độc tạo mùi hôi. Vậy muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta phải ngăn chặn sự co thắt của các cơ quan nội tạng, nhất là các cơ ruột và bao tử, sau đó là hai bộ phận thanh lọc là gan và thận. Bệnh hôi miệng tuy không nguy hiểm nhưng mà rất khó chịu và bất tiện cho chúng ta, quý vị ạ. Vì vậy hôm nay tôi anh xin được giới thiệu đến quý vị một loại thuốc thảo dược giúp chúng ta mất đi mùi hôi miệng và ngăn ngừa nó quay trở lại. Xin giới thiệu với quý vị, đây là thuốc stop hôi miệng hay còn gọi là stop bad breath, được dùng để điều trị hơi thở có mùi, dạ dày khó chịu, khó tiêu, buồn nôn, tháo dạ và đầy bụng. Thưa quý vị, trong stop hôi miệng có những thành phần như cam thảo, lô hội, nhân sâm, trà xanh, bạc hòa, khuynh diệp, bột bắp. Đều là những thành phần thảo dược rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thành phần chống oxy hóa trong trà xanh hiệu lực hơn nhiều so với vitamin C và vitamin E, giúp giải độc cơ thể. Trà gừng là tốt cho sức khỏe của dạ dày, khắc phục sự cố liên quan đến tiêu hóa kém, đầy hơi và bệnh dạ dày, thậm chí cả ung thư ruột kết. Cam thảo có tác dụng bồi bổ cơ thể, giảm cholesterol, giải độc, chữa tỳ vị hư nhược, kém ăn, đau bụng do tiêu chảy. Bạc hà cũng giúp chữa các loại rối loạn tiêu hóa khác như buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Nói như vậy có nghĩa là stop hôi miệng được đặc chế theo một công thức từ dược thảo, làm cho khí trong nội tạng được lưu thông. Có nghĩa là có nhiều oxy trong máu để khử các độc tố ra khỏi hồng cầu, tạo sự kháng hoạt trong cơ thể. Như vậy mồ hôi từ nội tạng thoát ra miệng sẽ không còn nữa. Còn đối với những người do vệ sinh răng miệng kém, hơi thở có mùi hôi khó chịu do hợp chất lưu huỳnh của vi khuẩn trong miệng, thì stop hôi miệng sẽ hủy diệt các loại vi khuẩn trác hợp trong hợp chất lưu huỳnh, giúp quý vị lấy lại hơi thở bình thường. Hơn thế nữa, đối với những người bị bệnh tiểu đường nặng thì hơi thở sẽ nhiễm mùi ketoacidosis, một thuật ngữ của y khoa. Stop hôi miệng sẽ khử những vi khuẩn và làm tan biến các phân tử đó. Sau đó, thận sẽ lọc và đẩy ra ngoài. Ngoài ra, đối với người bệnh suy thận mãn tính là do dạng ứ động axit ammoniac tạo ra mồ hôi vì thận truy lọc không hết các độc tố.
thì stop hôi miệng cũng sẽ là cứu tinh cho họ. Còn với những bệnh nhân sống theo lối thực vật thì stop hôi miệng sẽ làm tan biến các dạng hợp chất, axit và lưu huỳnh trong cơ thể để mọi khí khó chịu sẽ biến mất. Khi sử dụng stop hôi miệng trong bao lâu thì sẽ hết mùi khó chịu? Trong tuần đầu tiên, mỗi ngày sử dụng 4 viên. Từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 3 trở đi, mỗi ngày sử dụng từ 2 đến 1 viên. Sau tuần thứ 4 thì chỉ sử dụng 1 viên mỗi ngày. Cách nhau từ 8 đến 12 tiếng, trong khoảng từ 2 tới 6 tuần thì chắc chắn rằng hơi thở sẽ trở nên thơm tho, trở về bình thường. Kính thưa quý vị, hôi miệng là một vấn đề rất thường xảy ra. Có nhiều người bị bệnh nhiều năm nhưng không biết, nhưng có người lại khuếch đại bệnh của mình, đi đến tránh giao thiệp và cô lập với bản thân. Vì vậy, với việc giữ gìn vệ sinh răng miệng chu đáo, chúng ta đã có thể giảm hôi miệng từ 30% đến 60%. Một số lưu ý để có hơi thở luôn thơm mát trong cuộc sống hàng ngày, đó là tránh các thực phẩm có thể gây mùi hôi. Đánh răng 2 lần mỗi tối sau khi ăn, ăn nhiều rau trái cây, rau xanh, giảm các chất béo, phô mai, không uống rượu bia, thuốc lá, cà phê và thường xuyên đi đến nha sĩ đều đặn. Các mỹ phẩm làm thơm miệng chỉ có tác dụng che đậy, làm bớt hôi trong thời gian vài chục phút sau khi dùng chứ không trị dứt được căn bệnh này. Vì vậy, nếu quý vị có vấn đề về hơi thở của mình, hãy tìm đến với shop hôi miệng. Chúng tôi cam đoan quý vị sẽ hài lòng với kết quả thu được, mang lại hơi thở thơm tho, bình thường. Tòa Anh cũng có nhận được một số câu hỏi từ quý khán giả gửi đến cho chúng tôi qua email. Tòa Anh xin được trích dẫn như sau. Chắc chắn rằng đại đa số chúng ta cũng từng tự hỏi bản thân mình rằng khi giao tiếp với người xung quanh thì làm cách nào để chúng ta có thể nhận biết được hơi thở của mình có mùi hay không? Kính thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này, Tòa Anh đã mang câu hỏi này cho tiến sĩ David Nguyên Trần và các bác sĩ chuyên khoa, người đã tạo ra loại thuốc thảo dược chống hôi miệng. Có 3 cách. Cái thứ nhất, cách này thì khách quan là nhờ người khác kiểm tra giúp mình. Đây chính là cách nhanh nhất để biết mình có bị bệnh hay không. Quý vị có thể nhờ những người thân trong gia đình hoặc bạn bè, vì xét cho cùng đây cũng là việc tế nhị. Tuy nhiên, đây chỉ là mang tính ý kiến khách quan của người khác, đôi khi cũng có mang những nhầm lẫn nếu như trước đó bạn đã ăn những thức ăn có mùi như tỏi, hành. Cách thứ hai, tự bản thân đánh giá. Với cách này, các bạn có thể dùng một tay che miệng và hà hơi vào lòng bàn tay của mình. Đây là cách giúp bạn tự nhận biết mùi hơi thở của mình. Hoặc các bạn cũng có thể liếm vào lòng bàn tay để vài giây, sau đó thì ngửi xem có mùi hôi hay không. Do nước bọt sẽ hấp thụ những khí hôi có trong miệng, nên khi nước bọt bốc hơi thì ít nhiều mùi hôi vẫn còn. Cách thứ ba, chúng ta hãy đến những phòng khám chuyên khoa để nhờ các bác sĩ kiểm tra và chữa trị. Bác sĩ cũng cho Tòa Anh một số lời khuyên dành cho người bị hôi miệng có thể áp dụng tại nhà. Thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng chanh. Trong chanh có chứa một lượng axit rất cao, khiến loại bỏ vi khuẩn và thức ăn thừa gây hôi miệng. Khi cảm thấy hơi thở có mùi hôi, bạn hãy uống một mình một cuốn nước chanh hoặc hòa nước cốt chanh với mật ong. Ngoài ra, trong chanh cũng có chứa rất nhiều vitamin C củng cố hệ miễn dịch của cơ thể, chống lại những tác nhân gây bệnh. Trong đó có vi khuẩn gây hôi miệng. Cách thứ hai, súc miệng. Bạn có thể sử dụng muối để súc miệng. Pha một lúc muối với một chút cốc nước khoảng 200 đến 300ml để làm sao muối không quá mặn, vì nước muối quá mặn sẽ làm tổn thương nướu thay vì tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng. Bạn cũng có thể sử dụng nước muối sinh lý hoặc các loại nước súc miệng đặc trị hôi miệng. Luôn giữ miệng ấm ướt, vì nước bọt đóng vai trò rất quan trọng trong việc loại bỏ các loại vi khuẩn gây hại ra khỏi bề mặt răng và nướu. Miệng khô tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phân hủy thức ăn, tạo thành các hợp chất lưu huỳnh gây ra mùi hôi trong miệng. Cách nào để giữ ấm bằng miệng? Chúng ta hãy uống nước, mỗi lần uống một cụm nhỏ, có thể thay thế nước bằng hoa quả, đặc biệt là táo. Chất polyphenol trong táo giúp kiềm hãm quá trình tạo mùi hôi của vi khuẩn. Cách tiếp theo là chải lưỡi. Vì lưỡi là một trong những nơi tích tụ nhiều vi khuẩn nhất trong miệng, đặc biệt là trên bề mặt lưỡi, nơi chứa những khai lưỡi là điều kiện lý tưởng để thức ăn bám lại. Động tác chải lưỡi thường được thực hiện sau khi chải răng. Tuy nhiên, chúng ta đều vô tình
bỏ quên chiếc lưỡi của mình khiến thức ăn còn thừa trên đầu lưỡi bị vi khuẩn phân hủy, tạo ra một mùi khó chịu. Và tất nhiên, như tụi anh cũng đã đề cập ở trên, chúng ta phải luôn nhớ đánh răng, giữ vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ. Kính thưa quý vị, bệnh hôi miệng chiếm tỷ lệ người bệnh rất cao, nhưng đây không phải là một căn bệnh nan y khó chữa. Các bạn chỉ cần vững tâm, điều trị thì có thể chữa khỏi bệnh, và đặc biệt là cần chú trọng đến các vấn đề vệ sinh răng miệng, chế độ ăn uống lành mạnh và có thể tránh được đến 90% rủi ro gây bệnh. Hơn thế nữa, stop hôi miệng sẽ giúp quý vị lấy lại được hơi thở thơm tho, đánh tan vi khuẩn gây mùi khó chịu để lấy lại được tự tin trong giao tiếp. Mọi chi tiết đặt mua qua số điện thoại 1-855-855-4616. Xin nhắc lại 1-855-855-4616. Tụi anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ sau.